Xin chào và tất cả anh em đang đến với Lê Khoa Radio. Và hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em một siêu phẩm, một cặp loa mà Khôi sẽ đặt cái tiêu đề đó là đối thủ xứng tầm với hãng JBL. Và cặp loa này cũng đến từ một thương hiệu của Mỹ, đó là RTR. Thì có thể là nhiều anh em cũng đã chưa từng chơi với RTR. Tuy nhiên đây cũng là một trong những hãng khá có tiếng tăm và đẳng cấp cao tại thị trường audio của Mỹ lúc bây giờ nha. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu chi tiết đến anh em một cặp loa 3 tấc. Thì nói về cái hãng này thì Khôi xin chia sẻ một chút như thế này. Thì ngày xưa thì cũng có nhiều hãng được ra đời và thành lập cùng cái thời điểm. Tuy nhiên một số hãng được có cái khâu BI, có nghĩa là quảng cáo, nó nổi lên và nó tạo được cái thương hiệu trong lòng người chơi. Đó là về cái tên tuổi. Còn nói về cái chất âm, về thiết kế, về cái linh kiện, thì ngày xưa thì cũng sử dụng một công ty sản xuất ra, nhưng mà nhiều đối tác sử dụng. Ví dụ như hãng này sử dụng củ loa của hãng này, hãng thì sử dụng chép, hãng thì sử dụng củ mít, hãng thì sử dụng phân tần. Thì đó, những cái hãng họ làm ra loa thì họ sẽ hội tụ lại nhiều nhiều cái công ty sản linh kiện để tạo nên một cái cặp loa. Nên đâu đó thì ngày xưa thì các cái cặp loa thì đều sử dụng na ná nhau. Tuy nhiên nó khác nhau về tên tuổi và gầy dựng nên thì nó sẽ tạo ra một cái thương hiệu riêng. Thì có thể là nhiều anh em ở Việt Nam mình chưa biết tới hãng RTR. Tuy nhiên là hãng TR này thì có tiếng tăm trên thế giới. Anh em có thể là tra các cái thông số, tra các cái diễn đàn thì sẽ có về cái cặp loa này. Rồi, thì anh em nhìn ở đây, cặp loa này là sử dụng bass 30, bass huyết anh em nha, bass huyết. Thì nó rất là nổi tiếng, rất là có giá trị nha. Thì những anh em nào mà yêu khoa học, yêu nghiên cứu thì anh em tìm hiểu về thêm về cái này. Còn bây giờ thì Khôi sẽ đưa máy gần hơn và giới thiệu chi tiết với anh em cặp loa này. Đây anh em, đây là cái hình thức của nó ha. Khi mình đẩy lưới vào là như vậy, thì lưới này zin. Bây giờ Khôi sẽ tháo nó ra ha. Khôi sẽ tháo nó ra anh em cùng xem. Lưới zin này căng zin nha. Rất đẹp. Còn cả logo luôn. Logo này rất to. Logo bằng đó. Đây, mình tháo ra rồi anh em cùng xem ha. Đều hai bên rất đẹp này. Lưới zin anh em nha. Lưới zin. Những cái đinh zin là anh em biết rồi đó. Đó. Logo này rất tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ đưa máy. Cái cặp loa này còn tới những cái miếng chụp anh em ha. Đây, Khôi là tháo ra một bên cái ha. Đây, để anh em cùng xem nè. Rất đẹp luôn luôn. Rất đẹp ha. Đó. Rồi cái cặp loa này thì thùng gỗ làng rất đẹp anh em nhé. Thùng cần vuông góc. Bây giờ có sửa máy lại một tí cho nó đẹp này. Đây, ok chưa? Rất tuyệt vời anh em nhé. Thùng gỗ rất đẹp, gỗ làng. Hai cái loa này giống nhau luôn. Giống nhau luôn, rất tuyệt vời. Đó. Quay chi tiết anh em cùng xem luôn ha. Đó. Nói chung là đẹp. Đẹp. Về thiết kế thì nó như JBL 100 Century luôn. Thùng gỗ làng nha. Thùng gỗ làng. Thiết kế 3 đường tiếng. 3 đường tiếng. Thì đây, Khôi sẽ quay lần lượt cho anh em cùng xem ha. Đây, cái này Khôi có một miếng keo để mình dán nó lại nha. Đây nè. Đó. Anh em nè. Đó. Bên này cũng vậy. Thì đây, mình chỉ có tháo một cái ra để anh em cùng xem thôi. Rất đẹp ha, rất tuyệt vời. Đó. Rồi, cặp này được thiết kế là bass 30, gân mút anh em ha, gân mút. Đặc biệt là đây là dòng bass huyết này anh em, bass huyết ha. Giống những cái JBL đời cao mới có cái bass này nhá. Một cái cổ mít này, loa chung này thì anh em thấy là sử dụng rất nhiều trong các cái hãng loa nổi tiếng anh em nhá. Và chép giấy ha. Rồi, thì tại sao lại sử dụng chép giấy? Tại vì để anh em thật sự mà anh em nào mà yêu nhạc vàng á, thì phải là chép giấy thì nó mới nghe mộc mạc được nha. Đó. Rồi, bass này thì đánh rất là sâu anh em. Anh em nhìn này, anh em nhún này. Cái bàn nó nhún rất là sâu ha. Những cái cặp loa mà anh em muốn nghe bass sâu và mềm thì bắt buộc nó phải nhún như vậy nha. Đó, thì anh em sẽ nghe được bolero rất là tốt. Tí nữa Khôi sẽ test cái chất âm bolero để anh em cùng xem ha. Còn bây giờ mình sẽ quay cái đít lại, anh em cùng xem luôn. Đây. Đó, cái đít loa rất đẹp anh em nha. Khôi quay được cả hai cái anh em cùng xem ha. Đó, còn tem đầy đủ anh em. Khôi đưa máy thấp xuống tí
anh em khó thấy nè. Đó. Còn tem đầy đủ ha. À, bên này cũng vậy. Đó. Giống nhau. Thì cặp này cũng có hai cái tinh chỉnh phía sau anh em nha, hai tinh chỉnh nha. Đó. Cái cặp loa này Khôi quên nói là RTR ESB12M. À, cặp này rất nổi tiếng trên thế giới. À, anh em có thể tham khảo thêm. À, rất đẹp. Rồi đây, đây là cái đít này. Rất tuyệt vời ha. Rất đẹp, một cặp loa xứng đáng để anh em sưu tầm và nghe nhạc. Với những cái gì mà cặp loa này mang lại thì Khôi đánh giá xứng đáng xứng tầm từng xu. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chất âm của JBL. À, anh em có thể nghe thử và cho Khôi những cái đánh giá khách quan nha. Rồi, bây giờ thì Khôi sẽ tháo cái cụ loa cho anh em cùng xem. Vì đây là một cái cặp loa hiếm nên Khôi sẽ quay chi tiết cận kẽ để anh em cùng xem trước khi mình chốt hàng nhé. Đây, Khôi đã tháo cái cụ ra để anh em cùng xem ha. Cụ rất là to anh em ha. Cụ rất to. À, cụ rất to. À. Rồi, bên này là cái cụ cụ mic ha. Khủng khiếp luôn. À, cụ mic anh em nha. Và đặc biệt là cái cụ mic này được bọc chống nhiều nha. Đây, được bọc chống nhiều nè. Anh em thấy nè. Đó. Tuyệt vời anh em. À. Còn đây là cái bộ phân tần và code server tinh chỉnh anh em nha. Đó, rất là đặc biệt ha. Đặc biệt là anh em thấy đây có một cái cầu chì ha để bảo vệ nữa nè. Đó. Nói chung là thiết kế rất chi là kỹ lưỡng. À, tại vì các cái dòng loa của Mỹ nó thiết kế kỹ lưỡng anh em nha. Nhìn cái tù này là anh em biết là anh điểm rồi, tù này được sử dụng trong cái dòng loa Antet anh em nha. Trong dòng Antet mới có cái tù này nha. Anh em có thể tìm hiểu thêm. Rồi. Đó. Cụ loa rất là to nè. Rất to, rất gấu ha. Đó, khá nặng anh em nha. Khá nặng. Anh em nhìn ha. Bắt huyết. Tuyệt vời. Nghe nhạc rất là hay. Và có giá trị sưu tầm. Rồi. Cái chép thì Khôi không cần tháo tại vì nó là chép giấy. À, ok anh em nha. Rồi bây giờ thì sẽ mời anh em cùng với Khôi mình sẽ nghe thử chất âm. Xa tôi về phép hai mươi bốn giờ để tìm thương trong người thương. Chân nghe quen từng biển sỏi đường nhà, chiều nghiêng nhìn nắng hồ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ. Bao giờ cửa tầm tư là mắt đèn khi đôi mặt buồn dương gian lần mất đưa ta đi về Nguyễn Thủy loài mùa yêu khi ngọ cùng về ngôn ngữ tên làm bằng dấu đôi tay. Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về thời gian còn lại cho em tất cả em ơi ta đưa ta đến đêm làm loài giấc ngủ mồ côi người đi chưa đợi sáng đưa nhau cuối thương sợ làm đêm vui vui xuống thương quê hương và bé nhỏ trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất vơ vơ. Nên khi đôi mặt chuyện buồn dương gian lần mất đưa ta đi về Nguyễn Thủy loài mùa yêu khi mũ ngỏ cùng về ngôn ngữ tên
đi chưa đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui vui xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này, còn trong đôi mắt đỏ vì mình mới 6 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Còn trong đôi mắt đỏ vì mình mới 6 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Còn trong đôi mắt đỏ vì mình mới 6 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Khôi vừa test thử cái chất âm của cái cặp loa RTR này để anh em mà cùng nghe thử. Thì thật ra thì như Khôi đã nói là mình nghe trên điện thoại thì một phần nào đó để mình hình dung nó thôi, còn thực sự là khi mình phối ghép đúng với cái tai nghe của mình thì nó sẽ cho ra một cái chất âm mà mình sẽ yêu thích, mình sẽ hợp tai anh em nhé. Rồi cái cặp loa này như Khôi đã nói là một đối thủ xứng tầm của JBL Bass 30. Khôi dám chắc với anh em là như vậy. Cùng với một con âm ly Marang này nổi tiếng này ghép với JBL thì mình chưa thấy cái sự khác biệt quá lớn về hai cặp loa này. Nhưng mà về cái tầm giá này nó chỉ bằng một nửa thôi, 14 triệu anh em nha, 14 triệu. Có nghĩa là chỉ bằng một nửa, chưa bằng một nửa L100 Century thẳng hàng. Bây giờ nó cũng là 30 mấy triệu rồi, 35 triệu rồi. Thì nếu anh em mà không quan tâm quá về cái tên tuổi mà quan tâm về chất âm thì Khôi đảm bảo với anh em cái cặp loa này xứng đáng từng xu để anh em sở hữu cặp này anh em nha. Về kích thước, về thiết kế, các thứ giống nhau hoàn toàn. Tại vì ngày xưa là cũng là một đơn vị để sản xuất ra thôi, một đơn vị gia công nha, cũng là sử dụng cụ loa phân tần bát chép vân vân, cũng đều là na ná như nhau, nhưng mà hơn nhau là về cái thương hiệu anh em nha. Rồi cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một ngày tốt lành.